Mình hãy cùng chú ý lắng nghe xem cô Nhung sẽ mang đến cho chúng mình điều gì nhé. Đầu tiên, chúng mình hãy cùng nhau giải câu đố với cô. Chúng mình chú ý này, cầu gì không bắc qua sông, không trèo qua suối, lại trồng lên mây, hiện lên giữa bụi mưa bay, bảy màu rực rỡ, bé đoán ngay cầu gì? Chúng mình đã đoán được cầu gì chưa? À, đó chính là cầu vồng đấy. Và hôm nay, cô Nhung sẽ hướng dẫn chúng mình tô màu cầu vồng. Chúng mình có thích không nào? Cô mời các bé cùng chú ý lên màn hình. Các con ơi, chúng mình cùng nhìn xem cô Nhung có bức tranh gì đây nhỉ? À, đó chính là bức tranh tô màu cầu vồng đấy. Chúng mình lại quan sát xem bức tranh cầu vồng này trông như thế nào nhỉ? À, bức tranh cầu vồng được cô Nhung vẽ bằng những nét cong này, tạo thành cầu vồng có nhiều màu sắc. Có bạn nào có thể đếm được bức tranh cầu vồng của cô Nhung có bao nhiêu màu không? À, chúng mình không đếm được đúng không nào? Bởi vì cầu vồng của cô Nhung tô màu rất rất nhiều màu này. Chúng mình thử kể tên những màu sắc mà chúng mình biết nào. Có màu xanh da trời này, màu đỏ này, màu tím này, màu vàng này, màu xanh lá cây nữa, và màu cam nữa đấy các con ạ. Chúng mình có muốn tô được bức tranh đẹp giống như của cô không? Để tô màu được bức tranh cầu vồng, cô đã chuẩn bị một bức tranh vẽ cầu vồng chưa tô màu này và rất nhiều bút sáp để có thể tô được đấy. Ở nhà, chúng mình nếu không có bút sáp, chúng mình có thể dùng màu nước hoặc màu phấn vẽ cũng có thể vẽ được và tô màu được bức tranh cầu vồng đấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát cô Nhung bắt đầu nhé. Cầu vồng có rất nhiều màu và để bắt đầu, cô Nhung đã chọn bút màu xanh da trời đấy. Chúng mình có thể thỏa sức sáng tạo để chúng mình chọn được màu mà chúng mình yêu thích nhé. Các con có nhớ khi tô màu chúng mình phải tô như thế nào không? À, khi tô màu chúng mình sẽ tô màu từ trái qua phải và chú ý là thế nào nhỉ? Không tô chườm ra ngoài phải không nào? Tô kín theo đường cong của cầu vồng. Cô đã thấy có một đường cong cầu vồng màu xanh da trời rồi. Tiếp theo, Nhung lại chọn một màu nữa, đó chính là, bố các bạn biết đấy, màu gì đây? À, màu đỏ. Cầu vồng bảy sắc mà. Giờ chúng mình cùng nhìn xem cầu vồng sắp hiện ra rồi này. Chúng mình luôn luôn nhớ tô nhẹ nhàng, di màu nhẹ nhàng và không chườm ra ngoài các con nhé. À, bây giờ thì đến màu gì nữa nhỉ? Chúng mình cùng đoán xem cô Nhung sẽ dùng màu gì nào. Chúng mình đã nhìn thấy được màu gì chưa? Cô Nhung dùng màu tím đấy. Tô theo đường cong của cầu vồng thì sẽ được những vệt màu mịn và không chườm ra ngoài. Tô kín vào trang giấy nhé. Giờ cầu vồng còn thiếu màu gì nào? Chúng mình đã nhìn thấy được cô Nhung tô thêm màu gì chưa? Màu vàng đấy. Chúng mình có đoán được đây là màu gì không con? À, màu tiếp theo cô Nhung tô chính là màu vàng. Cầu vồng có nhiều màu sắc, chúng mình đã đếm được bao nhiêu màu chưa? Chưa phải không nào? Các bạn giúp cô Nhung xem nên chọn thêm màu gì để tô nữa nào? Wow! À, cô Nhung đã chọn màu xanh lá cây đấy các con ạ. Chúng mình chú ý tô nhẹ nhàng thôi nhé, để màu sẽ không bị chườm ra ngoài và không bị lem nhem. Chúng mình đã thấy cầu vồng có nhiều màu chưa?
Cửa phòng đã có rất nhiều màu rồi. Vậy là cô đã tô xong cầu vồng rồi. Bạn nào tinh mắt xem, còn gì chúng mình chưa tô nhỉ? Còn đám mây. À đúng rồi, đó chính là đám mây. Và cô Nhung hôm nay sẽ tô màu đám mây, màu xanh da trời này. Tích tắc, sắp hết giờ rồi, nhanh tay bạn ơi. Vậy là cô Nhung đã hoàn thành bức tranh tô màu cầu vồng rồi, phải không nào? Vậy là qua buổi học tạo hình ngày hôm nay, cô và các con đã cùng nhau tô màu được bức tranh gì nhỉ? À, đó chính là bức tranh cầu vồng, phải không nào? Cô hy vọng sau buổi học ngày hôm nay, các con sẽ có nhiều sản phẩm đẹp và sáng tạo cùng chia sẻ với cô và các bạn nhé. Giờ học tạo hình của chúng mình đến đây.